Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Dành đã có buổi tiếp ông Erico Padula, tổng lãnh sự Ý tại thành phố Hồ Chí Minh đến chào xã giao, cùng dự có lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Dành đã giới thiệu tổng quan về chiến lược phát triển kinh tế xã hội, cũng như chính sách thu hút mời gọi đầu tư của Bình Dương, đồng thời khẳng định chủ trương của tỉnh là luôn khuyến khích tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp khi đầu tư ở Bình Dương. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trên cơ sở kết nghĩa hợp tác giữa tỉnh Bình Dương với vùng Emilia Romagna của Cộng hòa Ý, hai bên đang tăng cường mối quan hệ hữu nghị và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Đến nay có 8 doanh nghiệp Ý đầu tư tại Bình Dương với tổng vốn đăng ký gần 64 triệu đô la Mỹ. Lãnh đạo tỉnh mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Ý đến tìm hiểu đầu tư tại Bình Dương. Ông Enrico Palula, Tổng lãnh sự Ý tại thành phố Hồ Chí Minh, cảm ơn lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã dành thời gian tiếp đoàn Đồng thời cho biết nhiều doanh nghiệp Ý đang quan tâm tìm hiểu môi trường đầu tư tại tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở mối quan hệ đã được thiết lập, tổng lãnh sự Ý tại thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng trong thời gian tới, hoạt động hợp tác hữu nghị xúc tiến đầu tư của các doanh nghiệp Ý tại Bình Dương tiếp tục được tăng cường, đạt hiệu quả cao.